Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt vụ cháy nổ thời gian qua tại khu dân cư trên địa bàn cả nước đã khiến mỗi người dân đều cảm thấy lo lắng bất an. Việc nâng cao kỹ năng, chuẩn bị sẵn phương tiện, lực lượng để ứng phó với cháy nổ tại khu dân cư là điều cần phải làm để hạn chế các sự cố cháy nổ, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Hà Nội. Đây là một buổi hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tổ chức. 196 vận động viên đến từ 28 đội đã thực hành nhuần nhuyễn các thao tác chữa cháy, cưa cây, cứu người bị nạn trong môi trường nhiều khói, khí độc, sơ cấp cứu, cứu tài sản. Đây là một trong những hoạt động đang được quận Ba Đình đẩy mạnh để trang bị thêm kiến thức cho người dân tại các khu dân cư. Hầu hết các vụ cháy xảy ra thì các cái nạn nhân bị thương vong hầu hết là do bị ngạt khói chứ không phải do bị cháy. Nên là chúng tôi cũng xây dựng cái mô hình ở trong đó thì có khói giả và để có người bị nạn. Và ở đấy thì các cái đội viên sẽ phải cứu người bị nạn đấy ra và thực hiện các cái bước sơ cấp cứu ban đầu như là ép tim, như là hà hơi thổi ngạt để có thể là cứu những cái người khi mà mới bị ngạt khói và đưa đến cơ sở cấp cứu gần nhất để có thể tránh được những cái thương vong không đáng tiếc có thể xảy ra. Để chủ động trong công tác ứng phó với cháy nổ, quận Ba Đình còn thành lập mô hình khu liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư. Người dân sẽ được hướng dẫn tập huấn những kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, được trang cấp một số phương tiện chữa cháy như bình bọt, bình khí CO2, mặt nạ phòng độc nhằm đảm bảo xử lý nhanh, hiệu quả các vụ cháy nổ ngay từ ban đầu. Hôm nay tham gia cái buổi liên gia thì mình thấy là rất phù hợp với các cái khu tập thể, khu dân cư ngõ nhỏ này, cái đấy nó cơ động và có thể là mình ứng cứu ngay tại chỗ được, với cả cái ban đầu mình khống chế không cho nó cháy lan rộng nha. Trước đây thì chúng tôi cũng được phường là phổ biến này, tuyên truyền này, mang giấy đến tận nhà và mọi người dân ở trong khu này là cũng rất là ý thức về vấn đề phòng cháy chữa cháy. Nhưng hiện bây giờ thì chúng ta thành lập cái khu liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy này thì nhân dân ở đây càng thấy rõ hơn là cái việc phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết đối với mọi người trong khu dân cư, nhất là những khu dân cư cũ từ ngày xưa xây các nhà san sát vào nhau, các ngõ thì hẹp. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các cái hình thức tuyên truyền tập huấn và hướng tới cơ sở. Quận Ba Đình sẽ làm ở không những ở cấp quận, cấp phường mà chúng tôi còn làm ở các cấp tổ dân phố, khu dân cư và ở đó thì là tất cả các bác, các đồng chí và người dân được trực tiếp tham gia vào trong cái hoạt động tập huấn cũng như các kỹ năng trong xử lý trong tình huống. Trong bối cảnh các vụ cháy nổ đang ngày càng có những diễn biến phức tạp, việc sẵn sàng phương tiện, lực lượng ứng phó với cháy nổ là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để đảm bảo an toàn tại các khu dân cư, giảm thiểu những thiệt hại do cháy nổ gây ra.